đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta vẫn tiếp tục là chủ đề nhà trường và gia đình. Thì ở hai tiết trước chúng ta đã thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ, đó là bài đề tài ngành nhà giáo Việt Nam. Thì hôm nay cũng với chủ đề nhà trường và gia đình, chúng ta lại có một cái đề tài nữa, đó là đề tài về gia đình. Và để thực hiện được bài vẽ tranh đề tài gia đình của mình thì chúng ta cùng tìm hiểu bài như sau. Ở bài này chúng ta cũng có 3 phần như những bài vẽ tranh đề tài. Thứ nhất là phần quan sát nhận xét, thứ hai đó là phần cách vẽ, và cuối cùng là phần các bạn sẽ thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những cái hình ảnh cô sưu tầm về cảnh gia đình sum họp, về hình ảnh gia đình đi picnic vui vẻ, hoặc là hình ảnh con tặng quà cho ông bà, con cháu tặng quà cho ông bà ngày Tết, vân vân. Tiếp theo chúng ta còn thấy được tình cảm gia đình khăng khít bởi những cái cuộc đi chơi dã ngoại giữa con và bà mẹ, hoặc là những cái bữa cơm gia đình rất là đậm ấm. Ở các bước vẽ tương tự như là bài vẽ tranh đề tài ngành nhà giáo, chúng ta vẫn có các bước như sau: chọn nội dung, bố cục tranh, vẽ hình và cuối cùng là phần thể hiện màu sắc. Với đề tài gia đình thì chúng ta có thể lựa chọn những gam màu vui tươi thể hiện được sự đầm ấm, hạnh phúc. Mời các em cùng tham khảo tranh. Đây là tham khảo một số cái dạng bố cục, gợi ý cho chúng ta một số dạng bố cục có thể vẽ ở trong gia đình, ba mẹ cùng học với con, hoặc là cùng trang trí nhà cửa, hoặc là cùng đi dạo ở công viên, vân vân. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái nội dung mà cô gợi ý để các em có thể lựa chọn cái sự yêu thích của mình về cảnh gia đình sum họp ngày Tết, hay là cùng trang hoàng nhà cửa, hoặc là vẽ những cái sinh hoạt hàng ngày của gia đình như là bữa cơm, hoặc là cùng xem tivi, hoặc là đi picnic vào cuối tuần, vân vân. Thì theo ý thích mà chúng ta lựa chọn nội dung sao cho phù hợp và gần gũi. Thì bài này chúng ta có thể vẽ trên giấy A4 nếu bạn nào có, còn nếu không thì chúng ta có thể vẽ trên giấy tập. Tiếp tục chúng ta cùng tham khảo một số những cái tranh vẽ của sưu tầm để chúng ta thấy được sự phong phú đa dạng của đề tài gia đình. Dạo chơi nè, cùng ăn cơm gia đình nè, cảnh sinh hoạt sau bữa cơm nè. Đó, gia đình cùng nhau làm chuẩn bị bữa cơm nè, ngày cùng hình nè, hình ngày Tết nè, hoặc là cùng chúc mừng sinh nhật nè. Thì với gam màu sắc tươi tắn nổi bật, chúng ta sẽ sử dụng cho những cái hoạt động, những cái thành viên trong gia đình để giúp họ nổi bật. Còn cái khung cảnh xung quanh thì chúng ta có thể sử dụng những gam màu nhẹ nhàng hơn để tránh tình trạng mảng phụ nổi bật hơn mảng chính. Số bạn chúng ta có thể vẽ được trên máy vi tính thì chúng ta có thể tham khảo một số những cái gợi ý bố cục cũng như là màu sắc khi mà chúng ta vẽ trên máy, về cảnh sinh hoạt gia đình, về bữa cơm, về
dọn nhà cửa cùng gia đình. Tiếp theo thì cho chúng ta thấy là không phải gia đình nào chúng ta cũng có điều kiện để ngồi trên bàn ghế để ăn, mà chúng ta vẫn có thể vẽ những cái bữa cơm đầm ấm, đạm bạc nhưng mà đầy tình cảm. Ví dụ là cùng ăn cơm ở mâm cơm khi mà ngồi vào ở dưới đất chẳng hạn, hoặc là cùng xem pháo hoa, hoặc là cùng trang trí Noel, cây thông Noel, hoặc là đi picnic vào cuối tuần. Ở phần hướng dẫn về nhà, cô cầu các chúng ta hoàn thành cho cô cái bài ghi ngày hôm nay và xem trước cho cô bài đề. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học đó là bài vẽ theo mẫu cái cốc và quả. Dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi bài, sách giáo khoa, giấy vẽ A4, bút chì. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em.